Chào mừng anh em đã đến với cả thế giới công nghệ, nơi mà mọi thứ thay đổi rất là nhanh chóng và không ngừng nâng cấp. Hôm nay thì chúng ta sẽ đặt chân vào thế giới của Samsung nhé. Một thế giới nơi của sự sáng tạo, đổi mới không ngừng nghỉ sau bao nhiêu năm vừa qua. Trong tay mình đây là một chiếc laptop 2-in-1 mới nhất của Samsung. Nó có tên là Galaxy Book 2 Pro 360 phiên bản 15,6 inch. Đây không chỉ là một chiếc laptop mà nó còn là công cụ để giúp anh em thể hiện được bản thân, một người bạn đồng hành dành cho anh em trong công việc và giải trí. Nhưng liệu chiếc laptop này nó có xứng đáng để anh em đầu tư hay không? Hiệu năng của nó ra sao khi đối mặt với các tác vụ hàng ngày, khi giải trí, khi làm việc chơi game và công việc đồ họa? Thời gian sử dụng pin thì nó có thực sự là tốt cho quảng cáo hay không? Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu em nó nhé. Hãy nhớ rằng anh em hãy đăng ký kênh, bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo của Đăng Vũ. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video ngay bây giờ thôi. Khi cầm Samsung Galaxy Book 2 Pro phiên bản 15,6 inch ở đây thì chúng ta sẽ thấy ngay lập tức được cái cảm nhận đầu tiên của mình, đó là sự tinh tế, sự chắc chắn của thiết kế. Mặc dù thông số kỹ thuật ở trên giấy tờ ấy nó là 1,4 kg, nhưng mà cảm giác khi mình cầm đây thực tế nó chỉ rơi khoảng tầm 1 kg thôi. Đấy là cảm giác cá nhân của mình nhá. Có lẽ thiết kế mỏng và cân đối của máy nó đã tạo ra cái ấn tượng như thế này. Chất liệu của máy thì hoàn toàn là nhôm nguyên khối hết. Nó mang lại cảm giác rất là chắc chắn, không tạo ra một chút gì cả, vẻ ngoài kém cao cấp cả. Ở đây nó rất hiện đại này, rất tinh tế này. Mặt sau như anh em thấy có một tấm CNC trông rất là liền lạc và có logo Samsung ở góc như này. Đây là một điểm nhấn nhỏ nhưng mà nó tạo ra một cái ấn tượng và khác biệt, giúp máy lịch lãm và sexy hơn. Về cổng kết nối thì bên tay trái anh em sẽ có hai cổng Type-C, trong đó có một cổng là chuẩn Thunderbolt 4. Ở bên tay phải anh em sẽ có một jack cắm tai nghe 3.5, một cổng Type-C còn lại và khe cắm thẻ nhớ microSD. Ở đây thì mình khá là đáng tiếc một chút. Nếu mà Samsung trang bị cho chiếc máy này là cổng thẻ nhớ full size SD card thì mình nghĩ sẽ ok hơn. Tại vì những anh em sử dụng có thể chụp ảnh quay phim được này thì đa số anh em ấy sử dụng cái SD to chứ ít khi sử dụng microSD lắm. Bây giờ microSD chủ yếu cắm điện thoại, cắm camera hành trình đúng không anh em? Mình yêu nếu mà nó sử dụng SD full thì ngon hơn rất nhiều. Một điểm đáng chú ý khác về thiết kế của chiếc Samsung Galaxy Book 2 Pro 360, đúng như tên gọi 360 của nó, anh em có thể dễ dàng chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ tablet và chế độ laptop như thế này. Ồ, hay không? 360 độ mà, thì nó sẽ giúp cho anh em có thể linh hoạt hơn, tư thế làm việc nó cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên cái việc gập mở 360 này nó khiến cho cái bản lề của máy nó không được chắc chắn cho lắm. Khi chúng ta thao tác ở đây, đấy, anh em nhìn này, cảm ứng nó rung rất nhiều đấy. Còn khi anh em để một góc khoảng 45 độ, thả tay ra là nó lập tức rơi cái màn hình xuống. Mình thấy rằng bản lề ở phiên bản tiếp theo mình mong Samsung làm tốt hơn. Bây giờ thì chúng ta nhìn vào cái màn hình này. Đây là màn hình AMOLED 15,6 inch. Đập ngay ở mắt anh em, màn hình có chất lượng hiển thị, phải nói hiển thị cực kỳ xuất sắc, màn hình rực rỡ và góc nhìn phải nói là tuyệt vời anh em ạ. Tuy nhiên thực tế khá đáng tiếc, cái màn hình này nó chỉ được trang bị tấm nền Full HD mà thôi. Nếu anh em nhìn gần như thế này, đọc nội dung này thì có phần không được sắc nét cho lắm. Trong khi đó do cái màn hình này ở bên trong sử dụng công nghệ AMOLED như mình đã nói ở trên ấy, màu đen rất là sâu nên nó liền lạc với cả phần viền kính, nó tạo nên một khối rất là thống nhất. Anh em nào mà sử dụng cái nền đen cho hình nền nữa thì hết tức chấm luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về chất lượng hiển thị của màn hình này nhá. Mỗi khi anh em mở một cái video hay một bức ảnh, anh em sẽ thấy ngay lập tức cảm nhận được sự sống động của cái màu sắc ở trên chiếc màn hình này. Màu đen rất là sâu, màu trắng tinh khiết và các gam màu đậm như là màu đỏ, màu vàng, màu xanh, tất cả đều được tái tạo một cách chân thực, giúp cho nội dung trở nên sống động hơn bao giờ hết. Ba giải màu của màn hình này thì mình có đo đạt được, thông số thì vô cùng ấn tượng em nhé. 100% sRGB, 97% Adobe RGB và 99,7% DCI-B3. Anh em nghe thấy đấy, gần như là đạt điểm tuyệt đối ở ba giải màu anh em ạ. Tuy nhiên cái màn hình AMOLED này nó cũng có một số hạn chế. Một trong số đó là độ sáng màn hình ở đây rất là thấp, nó chỉ khoảng tầm 300 nit mà thôi. Rất khó để anh em thể làm việc ngoài trời nắng được, hay là những nơi như văn phòng có độ sáng cao thì anh em cũng lên ý một chút nhá. Chủ máy còn dán một lớp chống lóa ở đây để giảm tình trạng bức xạ ánh sáng bật ngược lại khiến anh em bị chói mắt nữa. Tóm lại cái màn hình của chiếc Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 15,6 inch này nó rất đẹp, rất nét,
nó vừa giải trí được, vừa làm việc rất là ngon. Mỗi tội ở độ sáng nó hơi kém một chút và độ phân giải nó không được cao mà thôi. Xong phần màn hình rồi, bây giờ chúng ta ngước nhìn ngay xuống phía dưới, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay một cái bàn phím full size đầy đủ ký tự, hay là dãy phím numlock cũng có luôn. Phông chữ thì được in rất là sang trọng và phù hợp với tổng thể thiết kế. Tuy nhiên, ba điểm mình nghĩ rằng anh em phải chú ý một chút. Một là với anh em nào có thói quen đặt tay ở giữa để có thể thao tác ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đặt tay dịch về phía bên tay trái anh em nhé. Tại vì bây giờ có thêm dãy phím numlock mà, và trackpad nó cũng di về phía bên tay trái thay vì nó đặt ở chính giữa. Hai là cảm giác gõ của cái bàn phím này, mình thấy rằng mức dùng được thôi anh em ạ. Cảm xúc gõ không được tốt, mà phím bấm rất là lông, độ đàn hồi không hề ngon một chút gì cả. Gõ nhiều chắc chắn là mỏi tay rồi. Điểm thứ ba đó là với đèn thông báo bật tắt của phím cắp lốc ở đây, nó không được làm sáng lắm, ở đây làm rất là yếu, nên khi nhiều lúc anh em làm việc ban ngày ấy, anh em ấn nút cắp lốc mà anh em còn không biết nó đã hoạt động chưa. Ok, vậy là chúng ta đã xong phần bàn phím. Checkpad đây thì sao? Checkpad đây thì mình phải nói rằng nó rất là ngon, nó rất là to và rộng rãi. Phần checking thì nó rất tuyệt vời anh em ạ, có độ mướt khi anh em di ngón tay vào phần bề mặt kính này, thao tác vuốt thả kéo sử dụng 1 hay 3 ngón tay, phải nói là ngon anh em ạ, không có điểm để chê ở cái phần checkpad này đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần hiệu năng và cấu hình của sản phẩm này. Với bộ vi xử lý là Intel i7 hệ thứ 12, i7-1260P, RAM 16GB và ổ cứng SSD 512 đến 1T, mang lại hiệu năng rất là mạnh mẽ trong hầu hết các vụ thường ngày, từ việc duyệt quét với rất nhiều tab, xử lý văn bản đến chỉnh sửa hình ảnh. Máy hoàn toàn có thể đáp ứng một cách nhanh chóng. Trong quá trình sử dụng mình không gặp bất kỳ vấn đề nào về độ trễ hay giật lag cả, tại vì SSD của máy nó cũng rất là ngon, cấu hình cũng ngon nữa. Mặc dù không phải là một chiếc laptop gaming, nhưng chiếc Galaxy Book 2 Pro 360 này anh em vẫn có thể chơi được một số tựa game nhẹ, ví dụ như LOL hay CSGO, anh em có thể để ở bước setting thấp nó hoàn toàn có thể chơi được. Tuy nhiên anh em nhìn thấy đây đấy, một chiếc máy nhỏ gọn như thế này, anh em hạn chế việc chơi game trái hát nhá, nó sẽ làm hại máy đấy, nó sẽ làm tuổi thọ của máy bị giảm. Về thời lượng pin, cái cuối cùng mình muốn nói đến, mặc dù Samsung tuyên bố chiếc Galaxy Book 2 Pro 360 này có thể hoạt động lên đến 21 tiếng, nhưng mà thực tế thời lượng pin mình trải nghiệm hàng ngày thì nó chỉ khoảng tầm 7 tiếng liên tục thôi. Tất nhiên là mỗi người có một cái công việc khác nhau, một cái trải nghiệm khác nhau thì nó sẽ đưa đến kết quả khác nhau. Như là mình đấy, cường độ sử dụng của mình, văn phòng này, làm việc này, một ngày 7 tiếng là chiếc máy này có thể hoàn thiện được một cách thoải mái anh em nhá. Mình nghĩ cái việc tiêu tốn thời lượng pin như vậy, một phần là do cái màn hình này nó AMOLED, nó tốn khá nhiều năng lượng. Đấy, anh em nghĩ sao? Là anh em có mua không thì có thể bình luận phía dưới cho mình biết nhá. Mình thấy rằng đây là một chiếc máy khá ngon trong tầm giá đấy. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu anh em thấy video này hay và hữu ích thì đừng tiếc một like và đăng ký để ủng hộ Đăng Vũ. Hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo. Bye bye.